Good evening. Good evening. Can you hear me? Hello. Rồi, nghỉ lễ như thế nào con, có vui không? Vui. Vui hả? Không không có phải đi học nữa nên vui hả? Rồi, hôm nay thì mình sẽ qua phần new lesson, bài học mới hai unit 24. What's the class doing? What the class doing? Lớp học đang làm cái gì? Rồi, đầu tiên thì là từ vựng ha. Listen and repeat after me, okay? Nghe và nhắc lại theo cô, được không? Từ đầu tiên nào. Story. Story. Sorry. Sorry. Good. Sorry. What does this mean? Story nghĩa là Cuốn sách. no, story nghĩa là câu chuyện ha, câu chuyện ở trong quyển sách đó, story. Câu chuyện. Oh. Story. Good. Okay, continue. Rocket. Rocky. Rocket. 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 Oh, very good. And what does this mean, rocket? Tên lửa. Lửa. Okay, the next word. Smile. 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 Smile nghĩa là smile, she smiling. Anh ấy đang gì cả? Okay. Smile có nghĩa là cười ha. Smile. Rồi, bây giờ đọc lại những cái từ này một lần nữa nào. Rồi, từ đầu tiên nào. Thì mình qua từ mới. Từ đầu tiên à. Hey. Sorry. Okay. Very good. And the last word. See. Smile. Smile. Smile, nụ cười, smile. Rồi, từ tiếp theo nào. Wave. Play. Wave. Wave. Wave có nghĩa là gì này con? Vẫy, ví dụ như là mình gặp ai thì mình vẫy tay chào như thế này nè. Gọi là wave. What is Ride. Rise. this? Tại Ride. sao người ta cứ ghi chữ vờ thế cô? Vờ Tại sao rồi. người ta? Chữ vờ này ha con, chữ vờ này nè là từ viết tắt của từ verb, nó có nghĩa là một động từ. Rồi, con hiểu động từ là như thế nào không? Từ viết tắt của vờ. Đúng rồi, từ verb ấy con, động từ thì mình sẽ có từ verb ha, người ta viết tắt thành chữ V. Mỗi khi nhìn thấy chữ V này mình biết cái từ này là động từ rồi. Ví dụ như wave là tay mình đang chuyển động nè, thì mình đang vẫy tay nè thì mình gọi là động từ đúng không? Rồi ví dụ như từ Dạ. to ride có nghĩa là gì con? Right. Như right Đúng rồi, ride a bike có nghĩa là mình đang cưỡi xe đạp, có phải là chuyển động không con? đạp xe đạp chứ cô. Đạp xe đạp có phải chuyển động không? Dạ. Đạp xe đạp có phải là đang chuyển động không? Thì đạp xe đạp như thế thì cô gọi nó là động từ ha, mình đang chuyển động rồi thì mình được gọi là verb. Rồi viết tắt của từ verb thì mình sẽ viết thành chữ V nè. Rồi và từ tiếp theo, cup. Clap. Clap. Cup, what does it mean, cup? Cup, vỗ tay ha, clap your hand. Count. Đếm. Count có nghĩa là đếm. Very Throw. 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 Thường. What does this mean throw? Bạn ấy đang gì con? Nhìn cái tay nè. Ăn xé cái kem xong rồi sao vứt mất cái vỏ đi. Rồi, từ throw có nghĩa là vứt.
Đúng rồi, vứt rác bừa bãi có nghĩa là vứt vứt nè hoặc là ném đi ha. Throw. Rồi từ cuối cùng nào. Jump. Jump, nhảy. Nhảy. Good. Jump. Jump. Ừ. Okay, part A. Look at this picture and answer my question. Nhìn vào bức hình ha. Rồi, con thấy được cái gì không? What can you see in the picture? Con thấy You can see banana book book. Who is teacher. the teacher? Is it me? And who is Đức Anh? Trong bức tranh này ai là Đức Anh đâu con? Chả có ai hả? Những đứa trẻ thì mình gọi chung là gì nhỉ? Những đứa trẻ như bạn Đức Anh thì mình gọi là chiêu. Chiêu gì ta? Những đứa trẻ thì gọi là gì con? Chiêu. Children. Những đứa trẻ. Children. Okay. What are you doing with your camera? Con đang chỉnh gì với cam của con vậy? Rồi, bây giờ nhìn lại bức hình ha. Look at the picture again. Nhìn lại bức hình nào. Where are the Book nè, children? chair nè, table Very good. nè, picture nè. Vẽ nghe gì? Vẽ là Apple draw. nè, Banana, very good. Rồi, cái từ mới học này con. nè. Từ mới học là what is this? Is racket. Rackets. Rackets. And where Giống are the từ children? Giống từ rackets. rabbit. Cũng đúng rồi đó. Nhưng mà mình đọc khác cái chữ âm cuối này. Rabbit và racket. Khác chữ B và chữ K Rackets. ha. Rồi bây giờ cho cô biết là những bạn nhỏ này đang ở đâu con nhà. Where are the children? School. In the school, in classroom. Trong lớp học ha, in classroom. Let's count. Let's count. How many children are there? Alex này, Lucy này, Sam này, Ben này, Anna này, Nick này, Tom này. So, how many children? Bức tường. The word bức tường rồi. Tờ How many? giấy, bảng, bút. Paper. Dạ. Paper là tờ giấy. Bảng là cái gì nhờ? Bảng là bồn. Board. Very nice. Rồi, cho cô biết how many children are there? Nhân số. How many là có bao nhiêu? Children là bạn nhỏ ở đây nhờ. How many children? Let's count. Cùng đếm thử nào con. Đầu tiên là one, two, let's count. Cùng đếm với cô thử nha. Có bao nhiêu bạn nhỏ nào? One. Đếm thử nào con. One, two, Mình three, four. So, how many children? It's easy. There are seven children. Very good. How many boy. boys? How many boys? One, two, three, four, five, Four boys. Okay, very nice. Đúng rồi nè. Rồi, how many girls?
So how many girls are there? Just three. Four are three equals seven people. Where is the teacher? Picture one or picture two? Where is the cô giáo? Where is the teacher? Cô giáo ở bức tranh thứ một hay là hai nào? Picture one or two? Picture one, very good. And in which picture can you see the names? Làm gì cô? Rồi, name là gì con? Names là cái. Bên. Cái tên. In which picture, bức tranh nào mà bạn Đức Anh thấy được cái tên nào? Which picture you can see the name? Picture one or two? Thế cô các bạn đấy. Con thấy cái tên của các bạn nhỏ không? Name of the children. Rồi, bức tranh nào thì có tên của mấy bạn đó nhỉ? Picture one or picture two? How many names can you see? How many names? Nhưng mà có bao nhiêu tên? Đúng rồi, có bao nhiêu tên mà con thấy được nào? How many? Let's count. Đúng rồi, rất là nhanh, suy luận nhanh ha. Bảy người thì bảy tên thôi, đâu cần phải đếm lại nữa đâu, đúng không? Ôi cô, con bảo Sao à? hai cái bức tranh này có một điểm khác biệt, đó chính là Điểm điểm nào? lúc cô vào lớp thì cả lớp ngồi ngoan, còn lúc cô đi ra thì Còn lúc cô đi ra thì cả lớp vừa ồn ào hết. Trong lớp con có vậy không? Trong lớp con thì mấy bạn có như vậy không? Có hả? Tại sao vậy con? Tại sao là có cô giáo thì mới là không có chạy lung tung? bởi sợ cô giáo phạt. Cô đuổi học đi. Ôi, cô bị lộn rồi, cô bị lộn cái trang này rồi, mình đang học bài này nè. Ok, listen to me and answer. Bây giờ nghe theo cô ha, và trả lời câu hỏi của cô, nghe cô hỏi nè. Listen to me. Who is eating? Who is eating? Who Who is is it? Ai đang ăn con nhà? Eating là ít là ăn, thêm in thì có nghĩa là đang ăn. Who is eating? làm gì? It's Sam. Sam is eating, right? Sam is eating. Who is sleeping? Sleeping. Sleep. Who is sleeping? Sleep này con. Sleep. Ben is Ben is eating. sleeping. Sleeping là gì con? Sleep Nhưng là là ngủ ha. Ben is sleeping. Okay, con who ngủ đã gật mông luôn. is you are jumping. Who is jumping? Who is jumping? Who is jumping? Đúng rồi. Anna is jumping. Very good. And who is painting? Paint. Painting Painting có nghĩa là tô màu ấy con. Lucky và Lucky. Tom Lucky and Nick. Tom and Nick. Very good. Tom and this is In painting. eating. Rồi. Eating mà cô. Eating là ăn con.
À, từ painting đây ha, cô biết thiếu chữ L này. Từ painting có nghĩa là tô màu, còn vẽ thì sẽ là drawing. Who is drawing? Ai vẽ con nhà? Ai vẽ? Ai tô màu? Phân biệt cho cô thử nào. Tô màu thì Tom and À, Tom and Nick is painting. Lucky. À, Lucky and à, Luke, Lucy, à, Lucy, okay. And who is throwing a ball? Throwing a ball. Throwing là ném. Throwing the ball. À, ai đang ném quả bóng con? Who is à, Alex throwing the ball. Okay. Are you looking at picture? Rồi, bây giờ cho cô biết ha, bức tranh số 1 hay là bức tranh số 2. Rồi, ví dụ nha, cô ví dụ câu đầu tiên. Number one, the teacher is reading a story. Cô giáo đang đọc truyện. Thì nằm ở trên bức tranh số 1 hay là bức tranh số 2 con? Picture 1 or 2? À, con thấy cô giáo đang đọc truyện ở bức tranh nào? One. À, picture 1. Rồi, bây giờ tiếp tục câu số 2. Đọc cho cô câu số 2 nào. Is eating a banana. À, picture 1 or 2? Two. À, picture 2. Okay, let's check my answer. Very good. Number 3. Picture two. À, picture 2. Let's check my answer. Kiểm tra đáp án của cô nào. À, it's correct. Okay, number 4. Clap your hand. Very Chiếc good. bình sở đông. Nghĩa là gì cô? À, sitting down là cái gì con? Vô lớp thì đứng dậy chào cô giáo thì cô giáo mới gọi là sitting peace. Sitting peace là ngồi xuống. À, sitting down à, là ngồi xuống đó không? Là đang ngồi Sit á. Ừ. Đúng rồi, sit down, đúng rồi đấy. Từ sit down đấy. Picture down. Picture one. À, picture one. Okay, let's check my answer. It's correct. Okay, number five. Girl is painting nha gì À, cô. nãy từ painting cô phân biệt cho bạn Đức Anh là từ painting với từ drawing nó khác nhau ở điểm nào đó con nhớ không? Painting là à, là tô màu, còn drawing là vẽ. Tô màu. One girl Painting is là vẽ painting. đúng không cô? À, painting là tô màu con, tô màu. Two. Two. À, picture two. Okay, my answer is đáp án của cô là that's correct. Very nice. Number Đúng six. rồi. Number six. Nghĩa là gì của À, the children là chỉ ai con? Chỉ những cái bạn này. Tom, Nick, Anna, Lucy, Sam thì cô gọi là children. Những bạn nhỏ làm sao? listening to Hmm. the teacher. Picture one. À, picture one. Are you sure? Có chắc không? À, okay. My answer is đáp án của cô là picture one, that's Đổi nice. từ No, sang I can't. Cô không thể nào đổi đáp án được hết á. Okay, number seven. a boy is sleeping Ah, his his desk. One or death. two? Picture Picture two. two. Are you sure? Có muốn thay đổi đáp án không con? Hay là chắc chắn rồi? Picture two. À, Wow. okay. My answer is
Bitter too. Congratulations. And the last number, và câu cuối cùng quyết định nè. Number 8. Two boys yêu dragging is back. On Dragging the is gì? board. Drawing nè con. Drawing với painting đó nhớ không? Drawing là À, tô màu. đang vẽ. Victor Victor Su. Ok, quickly, nhanh nào, kiểm tra đáp án nào. And that's correct. Very good. 8 chữ 10 điểm. tám. 10 điểm cho cái phần 2 này ha. Không sai câu nào hết. Ok, temple. Very nice. Câu Rồi, vừa bây rồi con cũng chẳng sao nào không sai câu nào hết. Bây giờ nâng cấp độ khó lên nè. cả. Ask and answer the question. Nâng cấp độ khó lên ha. Bây giờ là nhìn vào bức tranh số 1. Look at picture number 1. What is the teacher doing? Nghĩa là gì cô? What is the Cô giáo teacher? đang làm gì Đúng rồi, cô giáo đang làm gì nào? à? Kể chuyện đọc là gì đấy cô? Đọc là read gì con? Read thêm in vào thì sẽ là Written. reading, đọc truyện. Truyện là gì con? Story. Reading story. Story. She is reading story. Đây. Ok, number two. What are the children doing? Là gì cô? Chẳng Children trẻ là, đang làm gì? đúng rồi, những bạn nhỏ đang làm gì con? Có phải là nhìn vào cô giáo không? Nhìn là gì nhỉ? Nhìn là look. Cái đây. Nhìn vào cô giáo. Nhìn vào cô giáo. Rồi, nói sao bằng tiếng Anh nào? The children are. Từ từ. Sao? Cô cũng phải nghe cô kể chuyện mà. Nghe kể chuyện. Nghe là lắng nghe là gì con? Listen. Listen, lắng nghe ai? Listen and listen Listen teacher to the teacher. Very good. And and nhìn nhìn đây này nhìn con, nhìn lúc gì nhờ, nhìn đây nè. looking a book Looking at, bây in giờ mình phải thay looking. thế từ book đi chứ, phải là nhìn vào ai, có phải nhìn vào cuốn sách nữa không nào? And looking teacher. Looking at the teacher, very good. Cứ chẳng Listen. nha. Listen to the teacher. Cái bàn phím của cô đây. And và looking at the teacher. Hơi căng nha cô. Sao mà Trận căng này hơi con? căng. Hơi căng đúng Hơi căng. không? Không sao Bài hết. hơi Không trận sao này hết. là hai câu của hai câu còn lại. Không sao hết. What's What's Sam doing? Sam Đây, look at doing? Sam. Chuối. Ăn chuối. Yes. See, Ăn là he. gì đấy cô? Ăn là eating. Rồi, cô viết động Ăn từ ở là gì đây. đấy cô? Ăn là eat. Cô? Eat. Ôi. Cô viết đây này con, thấy không? Thấy chưa? Eat. Thêm in vào thì mới đúng. Bởi vì hiện tại tiếp diễn. Banana. Sam is big. Very good. That's good. Eating banana. Very nice. And number two. Waistband. Banana. Band. Banana. Banana. Eating Eating là ăn rồi. Vậy là phải sleep gì con? sleep. Sleeping. Sleeping. Ben is Từ cuối cùng là pink nha, màu hồng. biên màu hồng, không Đúng phải là không? viết màu hồng là viết như thế này Hồng. nè. Đấy, màu hồng là phải là chữ K ha, đọc giống thôi, không có viết giống đâu. Pink đó, có phân biệt từ pink Pink. nha. Pink. Ok, number three. Grace Quá Tom. tô màu
À, tô màu, nhớ thử là tô màu là cái gì nhỉ? Bây giờ cô gợi ý cho con hai từ ha, mình chọn cho đúng nha. Tô màu là drawing hay là painting là tô màu? Drawing. À, no, that's wrong. Câu này sai mất rồi. À, phải Painting, là painting mới đúng. À, rồi cuối painting, cùng là bạn Tom đang làm gì nhỉ? What is Tom painting. doing? Painting. Tom is painting. Oh, what about Lucy? What's Hmm. he doing? Drumming. Drawing, painting. Drumming. It's Ah, drumming. drawing. Very good. Lucy is drawing. Cô ấy đang đang gì con? Đang vẽ. Đang vẽ ha. Phân biệt được vẽ và tô màu rồi nè. Và câu hỏi cuối cùng, number five. What Alex doing? What Alex doing? Ném cái gì đấy cô? Ném rồi, cô biết từ này ha, rồi bạn Đức Anh tự thêm in vào. Thở. Thở. Throw. Thở. It's thở bồn. Phải là thêm gì con? Thêm gì mới đúng nhỉ? Thêm gì phía sau đây? Throwing Go ball. from in bồn. From Very good. Rồi, bây giờ tổng kết lại. Tổng bồn. kết lại, mình sai câu nào nhỉ? Sai. Go. 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 Các phần number three, right? Câu này không Chín trọn vẹn rồi. trên Này chỉ được 9 trên 10 thôi. Phần này cô đánh giá 9 trên 10 nha. Ok, continue. mười. Phần này khó mà, thì bảo Phần này không khó lắm nên mới được 9 thôi. sao Phần xe này chờ có một xíu. được. Okay, listen to the teacher about the question and write one word answer the picture. Lắng nghe cô giáo ha, lắng nghe cô nè về câu hỏi và sau đó cô yêu cầu nha. Yêu cầu của cô nè là con viết cho cô được một cái từ. Viết nha ha. Cái phần này thì bạn Đức Anh sẽ viết lên màn hình trả lời cái câu hỏi của cô. Lần này nâng cấp lên nữa nào, nâng cấp lên. Nâng cấp level lên. Thôi. Phần này Lần này là không trả lời nữa mà viết câu trả lời của bạn Đức Anh lên màn hình ha. Bây giờ lắng nghe câu hỏi của cô nè. What is Sam eating? Look at Sam. What is Sam eating? Sam eating? What là cái gì? Sam đang gì con? Sam đang gì? What is Sam eat là? Là Eat là ăn ăn. Rồi bây giờ viết đáp án ra nè. What is Sam eating? nghe cả câu nha, gì đó cô. Bạn Sam đang ăn gì con? Thinh nè, thinh nhớ gì nhỉ, thinh viết chỗ nào nhỉ? Eat nè con, eat là ăn ha. Thêm in vào có nghĩa là bạn ấy đang ăn cái gì, hiện tại tiếp diễn thì mình thêm in vào. Có nghĩa là đang ăn. Rồi, trả lời cho cô nè, Sam eating cái gì đó, chấm 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 chấm. Cái này là bạn Đức Anh tự điền vào. Sam is, cô bị thiếu cái từ này ha. Động từ to be nè, sau đó mới là động từ thêm in ha. Chấm chấm chấm. Rồi, bạn Đức Anh điền vào cho cô. Sam eating.
18. Từ ăn nha, gì Ôi, từ ăn cô viết đấy trên cô? bảng đây nè con. Đây nè, Kiểu gì? Đâu? cô viết từ ăn đây, rõ ràng đây rồi mà. Ăn không? Nhầm, À, nhầm, 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 quên, nhầm rồi, quên rồi, đúng không? không có nhầm. Thôi, nhầm, nhầm rồi, sửa lại cho cô nha. À, eating banana, very good. It's correct. Okay, the next question. Câu hỏi tiếp theo của cô nào. Where is Ben? Ben, where is Ben sleeping? Where is Ben sleeping? Oh, quê là ở đâu? Ở À, Ben sleeping. Ben Sleep. ngủ ở đâu? Oh, đúng rồi, Ben ngủ ở đâu? Where is Ben Trên sleeping? bàn. Trên bàn. Trên bàn. Rồi, write your answer. Viết đáp án của Tên nhá, bạn. từ đây cũng tên nhá. Trên Under. là đúng rồi, on the. Under mà. Under là Under. Under là ở phía gì con? Under phải là phía này nè, under. Đâu 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 cô? Không nhìn On. thấy. On. On gì đó. Ben is sleeping. On chấm 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 ha, on gì đây? Con thấy chữ cái từ sleeping này con thấy là cô bị thiếu chữ g này không? Rồi, cô bị thiếu chữ g, thêm chữ g vào giúp cô nha. Cô viết sai cái từ này nè, rồi sửa lại từ đó giúp cô nào. Eating. À, sleeping. Sleeping là ngủ, còn eating là ăn. Ngủ bên ngủ bàn à? Đúng rồi, Ngủ ngủ trên cái bàn. trên, còn từ trên. Thì trên là, đây nè, on là trên, trên cái mặt gì đó. Trên cái mặt Trên mặt bàn nè. Đúng rồi, chỉ cần on và ghi chữ bàn vào chỗ đây thôi. Từ bàn là từ nào ấy? Table. Nhớ sửa từ sleeping cho cô nha. vâng. Sleeping có hai chữ E à cô? Đúng rồi, sleeping có hai chữ E. Hai chữ E thì mình sẽ đọc thành âm Y là sleeping. Bình. Bing là thêm ing vào đấy. Cho tìm mấy chữ bờ. Bờ. Chọn. N này. Cô này. Sleeping. On. Table. Table. Table là the a b Đúng rồi. b the a b gì cô? À, Ai gì đúng không? đúng rồi. T A B L E table. L e
Lửa. L-E mới đúng con, I-E là sai nha. Rồi con viết cái từ đó ra đi, rồi cô chỉ cho một cái mẹo nè. Trời. Từ từ cô. À, con sửa từ nào đây, chữ L hay là chữ Y nào để cô biết mà cô chấm nào, chữ gì đây? Rồi À, chữ L. Ok, that's correct. Oh, sai một từ rồi. Oh, bây giờ cô mới phát hiện cái từ đây nè con, L ha, tiếp là chữ L chứ không phải chữ Y nha con. con nhìn tưởng chữ Trong máy tính á, là người ta viết là chữ L nó cao như thế, nó khác nhau nè. Chữ Y với chữ L của cô nó khác nhau nè, con thấy không? Rồi, shipping, cô sửa lại cho cái câu này cho đúng nè. Rồi, rồi, cô chấm trước cho nha. Câu này đúng, that's correct. Rồi, bây giờ ha, mình có một cái mẹo này. Đa số nha con, đa số cái từ nào á mà nó kết thúc bằng B, L, E ở phía cuối này, mình đều đọc là bồ hết. Từ nào mà nó kết thúc bằng B, L, có cái E ở... bộ là nó không có nghĩa con, nó không có nghĩa là gì hết, nhưng mà mình đều đọc là bồ hết. Ví dụ như là từ table, nó kết thúc bằng chữ B, L, E ha. có từ nào kết thúc bằng từ bộ nữa không? Còn nhiều lắm. Chờ cô một chút để cô nhớ lại rồi. Ví dụ như là từ đây, để cô viết ra đây ha. Tự nhiên cô quên ngang. Nhiều nhiều từ kết thúc bằng chữ bồ lắm. Biết cho con vài từ rồi đi không? Biết cho con vài từ nha. Để cô nhớ lại thử. Cô viết cho con ba từ.